mẹ nó bảo vệ ác luôn. Con chim này đẹp tuyệt trần luôn. À, cho vào này, bao nhiêu này? Con phải cá bát này. Này là nó về bón đúng tầm luôn. Con này con trống đây. Đây, đây con này con trống. Đấy. Vườn gì đấy, phần này, phần đẹp này. Mẹ nó bón phần đẹp này. Nhiều sờ toàn thóc nhá. Tầm này ăn thóc, có thóc trong. Nó thóc rồi, mẹ nó nhồi thóc. Một đôi chính thống nhá. Đây, trống đây, mái đây. Đẹp nhỉ. Đấy, trống chuyển. To hơn. Trống to hơn. Chuyển cho ông này là ông gì đây? Quay vào đây. Ông nào đây? 0916071899. Ông này nhận ở bến xe Gia Bát à? Chuẩn luôn. À rồi rồi, tí em xuống, em đang chuyển chim cho khách. Đây là cám tiêu chuẩn, trong này có một bộ xi lanh nhé. Lượng cám này là hòa cực loãng. Đấy, vào đây cho nó khỏi bị bết lông, nó đi vệ sinh ra là nó ngấm luôn. Còn này chim bố mẹ vừa bắt con thì phát là 5 ngày nữa là đi đẻ trứng luôn. Loại này nó ngu nghi chả nghe đi nữa mà tầm này bón nó đẹp. Kinh doanh chim con này với là bao tiền thế? Dạ. Con này bây giờ bao tiền đồ? À, vô giá gặp à, người. Vô giá đi. Ồ, các bạn thân mến, hôm nay là mình cũng sẽ quyết định đây là con đây là con chim bố mẹ của bên mình. Nó hơi tối. Ok, thì đây là cặp chim non. Mình sẽ bắt và chuyển cho khách hàng đi các tỉnh. Số điện thoại của cơ sở vườn chim bên mình là 0163530952. Các bạn có thể liên hệ và đặt hàng. Bên mình sẽ chuyển hàng từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh. Đó, mình sẽ bắt. Quay. Bắt đi cái là nó lại đi đẻ đứa khác. Bán đôi này giọng hay hơi tiếc bị để lại nhưng thôi. Bán cho người ta mình phải tiếc thì mới giữ được uy tín. Khách quen quay lại đấy. Úp chợ. Đây quá nhỉ. Đây, anh cởi lồng ra đây rồi. Tay dài cứ bắt tự nhiên thôi. Kệ nó. Đấy, mẹ sinh ra cái thằng tay dài này nó rất hiệu quả. Bắt một con một thôi. Bắt một con một thôi. Để chúng được ra. Đẹp nhỉ, đôi chim này đẹp. Đấy, tí đánh dấu cắt đấy vào. Chúng này chưa bay được đâu. Đúng bằng tầm đôi kia luôn. Hai đôi là bằng nhau. Ừ.
đánh dấu vào nó biết con nào này con nào. Hai con này lại to bằng nhau à? Hai con này á? Nhé. Nó về cơ bản thì nó cũng có lúc nọ lúc kia. Nhưng con hai đó. Con này. Hai con này tương đương nhau. Con này màu hồng nhỉ? Con này màu đen sẫm hơn. Con này thường chim này nó ấy mà, chim này nó thường nó kiểu gì nó 85% là một trống một mái. Con này khả năng trống, đầu to mỏ to. Con này như kiểu nó ấy nhỉ, đẹp. Nói chung tầm này về bón là đẹp, sâu thuần lắm. Con này là con bố giọng hay lắm, con mẹ này. Đây con mẹ này. Con mẹ giọng hay. Đấy. Con bố thì phải giọng thụp, mẹ cất lên. Nhưng mà bán trong này là mình cũng bán để giữ khách. Rồi. Này con bố này là đột biến gen, ở ức của nó có một cái đốm trắng này. Đó. Mơ này chứ ở thằng kia có con mơ hoa hết cả người. Thế à? Con này cu mơ thì lại chẳng có tác dụng. Con này nó chỉ đốm đốm một tí. Cái gì vậy? Quay phim. Quay đánh dấu cho cái thằng này nó lấy hai đôi, đánh dấu cho nó một đôi buộc chân vào vì nó hai cái đàn hai cái đôi này nó giống nhau quá. Đúng tâm. À, nó phải đánh dấu. Để cứ đi lại thôi gì hay ra nào. Ừ. Ai biết dùng. Cái đó đang ngấy đâu, cứ thấy hình ảnh là được. Ừ. Đi đưa lại. Ra hai tay đang buộc chân con chim mà được à? Đánh dấu cho nó đàng hoàng. Tiêu chuẩn. À ừ, khi ấy là cho nó cẩn thận, mình nhận nghề thôi. Con này còn... Con này hay nha, chú Mạnh nha. Con mỏ, con hồng, mỏ hồng hồng này là con trống đấy, không phải rồi. Sờ vào người nó dài. Hai gần tương đương nhau nhỉ. Ừ. Nó lệch chỗ nào mấy thì sẽ nó 95-110 chứ không phải là 80. Bán cho ông này là ông ở trên yên vãi ở đâu bạn. Xuất xưởng định để lại nhưng mà xong nếu được vẫn phải bán đâu mà giữ đâu. Dạ mời băng dính vừa đây. Vẫn mong mong em bỏ cả đấy nhá. Rồi. Nó về là rồi đấy. Tâm mạnh. Cái gì đâu là mình về là. Mình đang ăn đồ quá đấy mình thấy. Đấy không? Mẫu lồng mới này là chủ cảo đông phát ở đây đang gia công mà gia công lúc nào thì làm biết rồi ông thích thì đưa đâu ông thấy cháu bản thiết kế ông cháu được không? Được con nhà đã quay cái bậu này. Ừ. Để cái rổ ở đây phát là xong, để cái rổ ở đây nào ấy đây để dán nào để dán nhà thiết kế này ra